giai điệu đồng nhất. Anh em thấy là mùa này á, là những cái team họ họ biết được hơn về game rồi, họ biết được hơn là bây giờ là mình phải đánh team fight, mình phải kết hợp. Và mùa trước á, cái chỗ đó là cái chỗ mạnh của bên phía sàn Buffalo, họ kết hợp với nhau, họ đánh có một cái nhịp đánh giao tranh rất là ok, họ không bị trễ, họ không bị trễ nhịp, họ giao tiếp cũng tốt hơn nữa. Anh em nhớ cái matchup ở mùa trước của phía Buffalo không? Nói chung rất là ok, giao tiếp ok. Thì bây giờ mùa này nó không có còn phải là cái điểm mạnh của phía Buffalo nữa, khi mà những cái team khác họ cũng đã hiểu thêm về cái cách vận hành đó. Thì bây giờ là cái mùa này chắc thiên về đỏ tay nhiều hơn. Tới nha, Ê, đây tính mới sao tới. đây? Dậy tới bây, dậy tới bây, dậy. Đâu để coi coi, mới vô thấy nhạc căng rồi đó. Mới vô đang thấy nhạc căng rồi đó. Ôi cái team tốc hành má trời. Tốc hành má chơi vậy. Team này có con này nó càng vô đúng không? Con này lên chống chịu càng vô, con này búp. Con này càng vô, con này càng vô, đội hình này mạnh về giữa đúng không? Ảo ảo ma đúng không? Đi đâu đó, đánh thử thử Anh Diêm, anh Diêm, đợi 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 đợi, anh Diêm được. Mà đâu không gờ, mà đâu không gờ. Anh Diêm được, anh nó còn đang cua. Từ từ em quay, anh quay lại nè. Từ từ nè, từ từ nè. Anh được. Mạnh lắm, anh mạnh lắm, anh mạnh lắm. Ở giữ em mid end luôn sao? Ở giữ em boss luôn, giữ em boss luôn, giữ em boss luôn, giữ em boss end luôn. Ok. Theo em boss end được, end được. VCS đang dần mạnh lên. Câu nói xuất phát từ bạn NTR. Sao tôi cảm giác như câu nói này nó có cái gì đó nó đúng nhưng mà nó xuất phát từ cái tên của ông này nó lại sai chỗ nào á. VCS đang dần mạnh lên. Xong NTR. NTR là ra quốc tế vẫn bị tụi nó hiếp hả? Ôi, ra quốc tế hiếp tụi nó đi, đừng để tụi nó hiếp giờ. Bảy ấp chất xơ hỗ trợ tiêu hóa. Ờ, đáng lý ra bây giờ tôi cũng cần phải uống bảy ấp. Chơi lụm nó luôn. Xong rồi đánh Yuumi luôn. Ủa xong rồi. Ủa gì kỳ vậy ác mũi. À nó ban vui Jerry rồi. Ban Jerry thôi đánh luôn Sina. Lấy xe lá lượng này luôn cũng được. Nếu tự tin. Vậy từ từ khoan. Ok. Là bây giờ dù có bích sai lát thì cũng đẩy lên đường trên cho hero được. Đó là một cái tiến bộ nha. Đó là một cái tiến bộ đặc biệt là bên phía của team Spirit ở mùa này luôn á. Họ bích những con tướng high lane. Nói chung á, là mùa này Sixth sẽ ban bích theo cái cách của Buffalo của ngày Ren á, tức nghĩa là sẽ bích nhiều cái con tướng, nói chung là gài bẫy ở trong ban bích á, xong rồi bích xong rồi swap, bích xong rồi swap, nó đòi hỏi cái bệ tướng của player phải rộng á. AJ cũng ngon. Rồi với AJ đi, anh thấy AJ AJ hả? Thì lá top là em đánh cẩn thận nha, em lên mua là nó lăn em đó. Em đánh được đúng không? Đánh được đúng không? Đó. Béo canh mất quy là nó có thể nó ra nha, nó lá đó. Tùy em ơi. Mới vô thì được thì rải mắt. Thôi chừng nó qua nó cướp rep mình, nhớ là nó cướp rep mình. Em cũng chạy nhanh rồi, rep rồi. Hero là đánh cẩn thận mấy cái quay nha, kêu kia lên, nhớ chưa? Năm nạp đa dạng của trời và tôi xin chúc cho họ, tức là chúc cho cả team Secret sẽ có thành. Hero là đánh cẩn thận mấy cái quay. Anh em biết tôi đang nghĩ gì không? Tôi đang nghĩ là Achi chỗ này sẽ thiếu một cái, đó chính là xác định cái sức mạnh về mặt đội hình. Cái tiếng gì nhỏ, cái tiếng gì nhỏ.
Chị ở đây đang nói thiếu một cái công tác đi thôi, mình gọi là một cái công tác của huấn luyện viên đi. Khi mà banh bích xong, mình phải cố gắng mình định hình ở trong đầu player là thời điểm nào mình mạnh, thời điểm nào team địch mạnh và chất tướng của mình có thể khai thác như thế nào. Ví dụ trong cái game này á, thì có thể xác định là kiểu như là Azir đánh áp lực đủ lớn, hoặc thậm chí là phải đánh xoay quanh cho nửa trên, từ đường giữa hướng tới nửa trên để mà ép cho con Corki phải lên cái kiếm răng cưa đó, phải lên cái kiếm răng cưa, nó sẽ làm giảm thiểu ức sức mạnh. Ngoài ra thì để ý những cái nhịp mà kiểu dạng mình có thể mình tấn công được. Mình tấn công ở đây là cái gì, những con tướng mà không có dạng lướt á thì nó bị khắc chế bởi Yavan như là Seraphine hoặc là Ashe á. Và những con tướng đó thì đa phần nó cũng hơi mỏng cơ một chút xíu, thì mình có thể mình tìm ra những cái phương án để mình mở tại thời điểm đó. Mình mở hai nhịp, nhịp đầu mình lấy lắp, nhịp xong mình vô mình chơi luôn. Nhưng mà căn bản là ok ha, Nghe buổi mục mọc tiêu vẫn mục làm rất tiêu lên ok cho tập tập hạ nói tạng chung của là player mình phải, khi mà player xong một cái định hình á, là cái vai trò của huấn luyện viên á, thì nên nên bổ sung thêm cái đó để cho tụi nó sẽ hình dung được cái diễn biến của ván trận. đấu. Xin chúc cho họ, tức là chúc cho cả team Secret nó sẽ có thành công ở trong cuộc đánh trận trong ngày thi đấu hôm nay. Má tính ra là tôi top 4 luôn, xong rồi bây giờ tôi nói Achi luôn. Tính ra là tôi top 4 luôn đó chứ. Tôi không được quyền nói. Khi nào tôi vô địch đi. Khi nào tôi vô địch thì tôi mới được quyền nói. Xin lỗi Achi. Hai mà dưới rồi, dưới rồi, dưới rồi. Hai hai hai. À có nói nhưng mà cắt rồi thì sao hả? Ừ đúng. Em nè, có em nè. Có thể đúng. Đứng ở đâu? Gần chân. Sáu dưới luôn, thay luôn. 10 giây nó biết nó xuống nha. Không, biết nó hết mana, không làm gì được đâu. Chơi luôn không? Rồi, ok rồi. Để nó phá nó. Bó hết bèo luôn rồi đó. Ok. Giao tiếp rất là ok nha anh em. Giao tiếp cực kỳ ok luôn. Đưa ra thông tin đồ các thứ. Xử lý thông tin tốt luôn. Ví dụ như Penguin vừa rồi đưa ra thông tin rừng nó trên rồi để cho cặp dưới đánh thoải mái hơn. Rồi xong rồi Artifact đưa ra thông tin là có kia hết mana rồi. Tức nghĩa nó không có nhiều đam đâu. Thoải mái. Giao tiếp rất là ok luôn ha. Ăn đi, bắt chứ người mà. Ăn đi, tập trung ăn đi anh em. Ăn lẹ đây. Hậu béo đứng ra. Bố quận nằm mình đang đánh bố quận nằm á. Đánh xuống dưới, chạy xuống dưới đi anh hả. Ê, cover anh đấy. Nằm lẹ thôi anh em. Con Cookie nó bay nha. Ê, được kìa. Đây Cookie trước nha, Cookie trước được nha. Ok, như Cookie đây, Cookie đây. Lát nha. Ờ, lát luôn đấy. Chạy. Hay rồi. Chạy luôn. Cookie không lát, Cookie không lát, Cookie không lát. Rồi đây. Có kỳ còn đồng hồ nha. Em rồi sao có sao có đánh em rồi xe phiền đấy kinh trong mấy trăm là hàng vậy. Lùi tới lùi tới. Xe phiền không lát. Đó. Rồi. Đánh cái từ lên đi. Mất đi. Có kỳ lát thì sao? Xe phiền không lát luôn. Có kỳ với xe phiền không lát. Hay à. Giờ đội hình tụi nó dễ chơi lắm, đi nó bu vô là. Ừ hết clip chơi game kinh nghiệm. Mình phải mở. Cho em rồi. Ôi nó bắn cái đạn tiện ác quá, tao kìa. Giờ tới đây được. Không biết chờ ấy nhờ. Phải đánh đi. Đánh rồi. Chắc nó không được nha. Canh lên được, kêu được. Đánh đúp nè. À đúp được, ok nè. Anh đúp nó về luôn nè. Đánh tới đây không có đam rồi. Ông mấy nhịp xanh mình dở. Anh hỏi mày đang làm gì đó. Tụi bay quýnh đội hình Cinnabon thôi, coi là mày ăn trước hai mạng xong mày chết là hai mạng là sao? Mày xuống là phải lấy cái trụ boss không? Rồi game này phải nó đi đâu giết tới đó không? Còn bây giờ team thiếu đam mày phải lên cái rìu chứ. Em phải lên đam giống như hôm bữa chơi á, nó làm cái mấy con như Seraphine ác một cái là đi luôn. Tự nhiên cái game này nó kiểu như mình thiếu đam vật lý nên mày đi lên cái kia. Rồi mày lên cái kia thì bây giờ cái món 2 mày lên, giờ mày lên tăng đúng không? Món 2 mày lên giáp máu luôn đi, rồi mày đưa cái mặt cho nó bóc đi. Rồi mày hồi máu lên rồi mày quýnh. Trời tới giờ này mà tụi bay lên đồ mà không biết lên nữa. Còn mày đánh Silas á, mày lấy cái ulti này đi. Anh em thấy chưa? Anh em thấy chưa? Player trong một ván đấu á, họ sẽ tập trung vô game và nhiều khi là họ quên những cái thứ rất là căn bản. Những cái thứ rất là căn bản.
thì cái vai trò của huấn luyện viên á là nên bổ sung thêm những cái thứ đó ở ở đầu game, chứ không phải là kiểu dạng lên đồ theo kiểu player. Phải có những cái người mà đủ tập trung, ví dụ như trong cái pha này thì bị hớ hình này, mày hút mày giết nó luôn. Sao mày cứ mặc định mày phải lấy con này rồi mày bay cho mày hất 4 hất 5. Mày chơi game mày đâu có cần làm gì đâu, con nào vô mày giết nó trước, nó nhảy vô rồi mày lấy ulti này mày hút nó rồi nguyên đam dồn là nó chết. Mấy cái cặp boss nó đánh vậy luôn rồi đó, mới đánh nhìn tụi bay ra. Giờ chơi gì đi không? Chơi gì? Xe ra xe phin à? Hay sao? Xe phin thì mình đánh cây sai nó từ lúc thì sao? Nhưng mà mấy cái chỗ ban bích này, mấy chỗ ban bích này tôi nghĩ nên cắt đó chứ. Tại mấy chỗ ban bích này mấy chỗ ban bích này nên cắt. Tôi nghĩ nên cắt. Tại này liên quan tới team mà. Nó tâm ken thì mình ban Senna. Không biết có phải nó chơi hai này thì boss luôn. Mình lấy Silas luôn đi. Lấy cầm, lấy Silas luôn đi. Một tí mình có thể chơi top 1 luôn rồi nữa anh mũi. Kiểu mấy con thẳng nhiều quá. Dạ. Nó ra top. Có thể mở đời rừng á. Mở đi, boss thì sao? Silas không ăn đó. Mở đời boss. Nghĩa là ổn á. Mở đời boss. Mở đời boss đánh tâm ken đó. Không được, không được, không quá, nên nó đợi đi lên. Không, mà đợi đó, phiêu ra mất. Một trong hai con đó nó quá với nhau thôi. Rồng nha, từ từ nha, game này nó lên máu nhiều nha. Tụi nó máu nhiều đó. Tụi nó trâu mà. Cái này cần có bồi đấy không? Nhưng mà đội hình mình đang chuẩn với lại con xe da đang cũng nhiều. Rồi, đặt ra đi. Em nghĩ là con phiêu ra sẽ đi top về quê tại vì nó kèo chơm. Su Hào á, sau này á, nếu như mà nó không đánh chuyên nghiệp á, những cái team ở VCS nên bút Su Hào về làm huấn luyện viên hoặc analyst. Su Hào nó rất là thích hợp với vai trò analyst. Ok lắm luôn á anh em. Mình chỉ cần mình ồ vô mình giết con được con Seraphine là nó no down á. Nhưng mà cái kèo mít á là có thể làm phiêu ra mít nè. Tiền pha đánh con rồng nó farm không mà nó găng lắm. Nhưng mà level 6 nó. Ủa, ở team Secret mấy bữa trên không gặp con rồng đi lên ở trên top hả ta? Tại vì bây giờ con rồng kiểu dạng có vô đánh giải cái gì đánh ranh là búa trên top xong rồi lên full tăng á. Đội hình khỏe khỏe châu lũi lũi vô cái đầu nè. Đội hình này đội hình đánh kiểu dạng lũi lũi vô cái đầu, đánh khỏe ở giai đoạn về giữa. Giai đoạn về cuối thì bên đây có trang bị nó bật ngược trở lại, bên đây thì có con quen có thể tạm gọi là khắc chế được cái đội hình này anh em. Tại vì đội hình này là nhiều, tạm thời là mình đang thấy là nhiều nhiều máu, với lại sát thương đầu ra thì nó không có xạ thủ á, nên sát thương đầu ra của nó sẽ bị hạn chế một phần nào đó, thì rất là khó để có thể dứt điểm được con quen. Và trong cái bối cảnh là cái meta này nữa, chỉ số chống chịu nó được gia tăng thêm nữa, và khi mà con quen không chết á thì nó sẽ có cái lượng sát thương trả ngược trở lại rất là đau, tương tự là như vậy đến từ con Silas. Thì cái đội này mà nếu như mà không lăn được quả cầu tuyết, không có được một cái bước mà nhấn máy đẩy mạnh cái nhịp độ của ván thi đấu ở giai đoạn về giữa, là giai đoạn về cuối là bỉnh liền. Giai đoạn về cuối những con như Silas, Gwen này đó, sát thương của tụi nó nhiều lắm. Với lại cái độ cù cưa của tụi nó trong combat á. Nhiều lắm. Nó biến gồng, nó lên tăng là nó cũng mạnh á. Test luôn này, đẩy xong quay vào chung em nha. Thì rồi chắc ổn đấy. Chắc đổi mạng sao anh em? Đốp chết rồi. Mode không được, Mode không được, không tốc hành luôn, anh em. Không tốc hành đâu. Chứ được mà đúng không? Đợi. Đáp luôn kìa. Này con hả? Lớn này. Qua được, qua được. Bắt được, xong. Bắt luôn. Có tam cán không? Rộng à. Nó thiếu người anh em. Tam cán đó.
nhìn anh cái. Được cái, lượt tới em về tay đây, em về tay đây. Hết nam rồi nè, tụi nó hết chiêu rồi nè. Rồi thôi, lượt tới đi con. Em có gì đó rồi đó. Phim ra TV trong blue mình á, trong blue mình phim ra á. Này canh đánh này anh em. Đánh lên trên luôn nha, đánh lên trên luôn nha. Anh giết Seraphine á, anh giết Seraphine được á. Anh out rồi nha, anh out rồi nha. Okay. Yếu hết cả, yếu hết cả. Đánh luôn, đánh luôn. Chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Bảo cho 5 giây, 5 giây có rồi lại, 5 giây có rồi có lát nè, nhìn anh nè. Đánh đi, anh nhìn gần nó cho anh, nhìn gần nó cho anh, nhìn gần nó cho. Ba đo luôn sao, ba đo luôn sao anh em. Không lát đâu, ba đo được. Đo luôn, ba đo luôn. Được, 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 được. Ok, ok, anh còn rồi, còn lát nè. Em về nhà, em về nhà. Muốn rộng này. Rồi, rồi, rồi. Ba mấy phút quen với lại xe lát nó khỏe nè. Tới nha, tới em sau đây. Vậy đi bơi. Được, đánh thử. Anh giết được. Anh giết được. Mà đâu không gờ. Anh giết không được, anh nó còn răng cưa. Từ từ, em quay lại. Đánh từ từ nè. Mạnh lắm. Ê, Vũ, em miss end luôn sao? Ê, Vũ, em boss luôn, Vũ, em boss luôn, Ok. Theo em boss end được, end được. Nghe nè, anh lao lên đập Seraphine cho. Được, anh nó không đi đâu, mình có lý mặt đó. Thôi là anh em, tự tin nói, cứ tự tin đánh tụi nó bình thường lắm luôn á. Căng dữ vậy. Rồi bị phát căng dữ vậy. Cái lúc mà nó tụ nè là em phải đợi lắm. Cái lúc đó đó, em đừng đợi lắm đó. Em đừng đợi lắm, em đánh rồi. Anh đừng đợi lắm ngay cái lúc mà em đang đam á, anh thời. Anh chậm hết nè, lúc này nè. Anh thấy nó lỗi nên anh đánh luôn á. Mà cái thai này Hero đừng có TP Hero. Mà cái bên xích định là lấy cả, nói chung là lấy cả hai phần luôn, nó chết với lại hậu trường phía bên trong nữa thôi. Ba trụ hai trên top á. Thọt quá, TB lên thang. TB ăn bạn lính. Đi bộ lên. Á, pha này tự nhiên mất cái E chứ. Nhờ TB đó mới ăn được ba nát trụ anh mỗi. Đẩy kịp anh đi bộ cũng kịp mà. Tại vì cái quay nó đâu có chạm đâu. Hai lượt đầu nó bích con Gwen thì nó sẽ không có Seraphine hoặc con Ash. Ê, được á. Được. Mang Kalista đi. Chắc chắn Gwen của mình rồi. Gwen của mình rồi. Nó mà không bích cặp là xuống dưới nó không có rừng luôn. Không, game 1 nó không tăng Jerry được 3 mà. Jerry cần tăng nhiều, mình càng tăng nhiều là Jerry càng mạnh nè. Rồi, thế chiến thuật nha, Senna nha. Ok, anh Bùi quyết định đây. Rồi, thế Senna đi. Cho nó Ash Seraphine lại đây. Lại. Xong rồi, ví dụ ba lượt mà chưa có mít nó xuống thì ba cọc kia luôn nha anh mũi. Cho cái đội hình nó đỡ con kia. Nói chung là tướng đánh phạm với Gwen thì được. Có. Không, mình đánh lao vô JC được nè. JC không? Không, không, JC nó không cần ba đâu, mình lấy vũ công trước đi. Vũ công à? Vũ công đi. Công. Ari luôn ha, Ari luôn đi hậu ha. Bắt luôn. Thật, lượt 3 nó còn cây thì mình ban con trong gen với con át là đẹp rồi. Phải bít át phải không? Không, lượt 3 chắc chắn nó phải bít át rồi. Mình lấy Ari đi. Ok hả? Ok. Vậy lấy xe vô đi ha. Xe vô. Tại vì mình lao vô mà. Okay. Xe vô đi, xe vô trước. Suy nghĩ con cho Hero nè. Ok, mình mở ngon rồi số nào đó không? Chúng băng ngon rồi, chúng băng chung chung rồi. Đâu, chứ. Đi lên đâu sợ. Từ, DC à. DC học cái nén thôi. DC có khỏi chơi không? Không chơi được rắc hả? Ví dụ đội hình này chơi được rắc không? Đội này chơi được rắc cũng ngon mà. Đội hình có Senna, Shizu. Chơi được rắc ở kèo trên nữa. Nếu mà đánh được cái kèo kỹ năng ở đường trên đó. Vậy đánh dắt luôn đi em. Thôi đội hình này vô con dắt là chú bơ còn gì nữa. Tại vì căn bản là cái cặp mà Ngộ Công với lại Seju á là cái cặp mà hiệu không chế nhiều lắm anh em. Đây cái cặp mở giao tranh hiệu không chế nhiều lắm. Ngari nó bồi thêm CC nữa. Thì cái khoảng trống được chơi dành cho Jack nó cao nữa. Jack nó chỉ cần nó giải quyết được cái bài toán đi đường không có bị thua. Là được rồi. Game này đề phòng con gà quen thôi. Đội hình nó gà quen là 59 thôi. Còn lại anh bọc kia cần đồ rất là nhiều. Thậm chí cái đội hình này cũng không sợ con quen nữa. Nó khác với đội hình trước anh em.
tại vì đội hình này có CC với lại có cái kèo kiểu dạng khắc chế cả ở giai đoạn đi đường nữa. Còn đội hình trước thì nó ít hơn CC, Fiora đồ các thứ nó không có nhiều lắm CC anh em, nên cái đội hình này vô BK khỏe hơn đó. Ta đến với bảng thi đấu thứ ba của cặp trận đấu đầu tiên ngày thứ năm này đối với các thành viên của team Secret và Sài Gòn Solo. Anh nhìn gì đây đây này, đánh này. Đánh nó sẽ bay sao vậy? Đánh luôn. Đúng sợ tâm lắm. Hai anh em ơi. Nghe nào, chia cà phê mấy ngày mít nha. Ê, hai dầm cái đó, không lá. Thì cà phê với Cocky đang lên, đừng có rướng quá nha. Rồi. Em chết rồi. Sao em ơi, không sao. Rồi lên, cắm mắt MTB vô. Ok. Mắt này nha, mắt này. MTB đấy luôn. Đánh khỏi lên nha, không có người đâu, đánh tới luôn đi. Cho Izo ăn được. Tích nào. Ok. Em đẩy. Nhiều mạng vừa rồi chất lượng ha, cái pha đó nhiều mạng chất lượng á. Chọn. Pha đó mạng 700 tiền á. Coi như sắc bây giờ khỏe nữa. Rồi, đánh tới đi. Chết rồi. Ok, lên top luôn anh em, để em lên đẩy top cho. Không, này tập nhìn đẩy top rồi mày. Để mình nhìn lấy chủ top luôn anh em. Đứng này luôn. Chị bị bay nè. Ôi, còn kì. Em đằng sau đấy, từ từ anh em đằng sau đấy. Ok. Có kì hợp lắm. Giết xe viên. Ai nè. Ai bắt. Ok. Có đồng, có bắt rồi luôn á. Cầm chứ. Hero càng vô ác hơn. Kiểu như được mạng nhiều mạng nữa anh em thấy nãy giờ những cái diễn biến được nhiều mạng vô rất quá trời. Giờ nó càng vô đâu chịu nổi đâu. Ông Wen ở trong ván này khác ông Wen ở ván trước nha. Ván này thì bên team Secret nhiều CC lắm. Chào hết lát. Chơi phiên ông lát, Con Hero. Xe tên luôn. Ramit này. Rồi xuống được không anh? Hầu nhìn nè sao vừa hào quá. Ăn rờ hù đó khép góc. Ok hào bé chủ ơi, chơi được hào quá rồi. Em giờ tôi bơi Cả cái được, anh được. Anh được. Từ thôi chủ này. Nói sờ. Bích công bài hả? Bích công bài là đánh lên cánh trên. Đánh nhà. Để cho tới thời điểm mà con Seraphine nó một mình ở đường dưới được á thì bài nó đi rồi. Quan trọng là cái vận hành thế trận nó như vậy. Mà nó bị fail ở đường trên trong cái pha BK kìa. Để do rắc nó xanh lắm. Được nha, nói chung bên phía của team Secret giao tiếp với nhau cũng rất ok luôn mà. Anh em thấy kiểu dạng họ giao tiếp đồng bộ, họ có Su Hào, Côn xác định rồi họ có cả Artifact đánh giao tranh tốt nữa. Ok, căn bản là Secret ok. Secret với lại Well chắc cũng 1-9-1-10 anh em, mỗi team sẽ có cái điểm mạnh nhất định. Nhưng mà nếu như so sánh team Secret với lại team Well thì anh em nghĩ là team nào tốt hơn? Tôi nghĩ là nếu như mà hai team đó đụng nhau nha thì cái cặp mid rừng của bên phía team Well tôi nghĩ sẽ đánh giá nhỉnh hơn. Còn bên phía của team Secret thì chắc là có SD á. SD mà nếu như mà được chơi carry á
Thì cảm giác thấy SD bắn cũng cháy anh em. Cũng 1 9 1 10 với Shogun chứ không kém hơn nhiều đâu.